Chúng ta sang hai nhỏ giải tam giác vuông cho tam giác ABC ở hình 5. Em hãy cho biết trong các trường hợp nào sau đây ta có thể tính được tất cả các cạnh và các góc của tam giác. Giải thích cách tính. Chúng ta có 3 trường hợp. 1, 2, 3. Trường hợp thứ nhất, chúng ta biết được cạnh này dài bao nhiêu? Chúng ta biết được b bằng bao nhiêu. À, biết được b này, biết được a này. Rồi, chúng ta có thể tính được c hay không? Tính được góc b hay không? Tính được góc c hay không? Chúng ta hoàn toàn tính được các em. Thì trong tam giác mình đã biết là tam giác này là tam giác vuông và mình biết hai cạnh A và B. Thì bây giờ áp dụng định lý Pythagore, chúng ta hoàn toàn tính được cạnh C. Bây giờ Mình áp dụng định lý Pythagore. Thì theo định lý Pythagore có phải là cạnh huyền bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông? Có nghĩa là bằng bằng B bình cộng cho cho C bình. Bây giờ mình thế số vào. A để cho bằng 10, 10 bình. B bằng 4 Vậy đây là 16 Đúng không? 4 bình 16 cộng cho C bình và Từ đây mình có C bình sẽ bằng 100 Trừ 16 Là mình được 84 100 Trừ cho 16 Chúng ta được 84 Như vậy thì từ đây mình suy ra C bình bằng 84 thì C của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 số học của 84. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ rút rút gọn cái căn này. Mình có thể bấm máy tính hoặc là cùng nhau tính nhầm với thầy. Thầy thấy là 84 chia hết cho 4, số 4 là số chính phương đúng không? Thì 8 chia 4 chúng ta được 2, 4 chia 4 chúng ta được 1. Đó, như vậy thì 84 là bằng 4 nhân cho 21. 21 thì bằng 3 nhân 7. Rồi cũng không giúp ít gì mình được nữa. Thôi mình dừng ở đây ha. Số 4 thì chúng ta lấy ra ngoài được 2. 2 căn 21. Đó, C. Chúng ta tính được là 2 căn 21. Thầy điền vào đây luôn nha. Mình được 2 căn của 21. Rồi bây giờ chúng ta đi tính góc góc B này thì mình biết rằng là tan của góc B tan của góc B tan thì bằng đối chia cho chia cho kề đúng không? tan thì bằng đối chia kề tan sẽ bằng B chia C B đây B bằng 4 C đây C là 2 căn 21. Đó, từ đây chúng ta suy ra được góc B. Để, để tính góc B, chúng ta bấm Shift tan của bạn này. Shift tan của 4 phần 2 căn 1 2 căn 21 Rồi chúng ta được là 23 độ 35 phút nè, 41 là hơn 30. Chúng ta được là 23 độ. Hoặc là chúng ta có thể để ở đây cũng được, dạng này cũng được nha. Mình được là thầy làm tròn đi, 24 độ. và Để không nói gì thì chúng ta có thể làm tròn. Rồi từ đây mình tính C, thì mình biết rằng là B và C là hai góc phụ nhau. Cho nên là muốn tính C, chúng ta lấy 90 độ trừ cho góc B. C chúng ta được 66 độ. Đó. Mà xong trường hợp thứ nhất. Bây giờ mình sang trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là chúng ta biết góc B, góc C À, biết góc B góc C. Chúng ta có tính được cạnh A, cạnh B, cạnh C hay không? Thì trường hợp này chúng ta không tính được nha, mình không tính được. Bởi vì mình không có cái cạnh nào hết, bởi vì chúng ta có rất là nhiều tam giác mà có góc B bằng 20 độ và góc C bằng bằng 70 độ. Mình có vô số và các tam giác này là đồng dạng với nhau. Ở trên trong trường hợp này chúng ta không tính được cạnh A, cạnh B, cạnh C. Rồi trường hợp 3. Trường hợp 3 chúng ta biết được A bằng 16, có B bằng 35. Bây giờ chúng ta sẽ tính bc và góc C. Thì trường hợp này chúng ta tính được các em, mình tính được thì a bằng 16 để đơn giản thầy ghi vào đây nha a bằng 16 này b b bằng 35 độ 35 độ rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cạnh b này cạnh c này và góc c à góc c đơn giản mình tính trước mình thấy rằng là b và c là hai góc phụ nhau do đó muốn tính góc c chúng ta lấy 90 độ trừ cho góc b là bằng 90 độ trừ cho 35 độ. Chúng ta được góc C là 55 độ. Rồi, mình tính xong bạn này ha. Rồi bây giờ còn cạnh B và cạnh C. Mình thấy này, tính B này, mình thấy này, sin của B thì bằng tìm sin lấy đối chia huyền. Đúng không? Đó, chúng ta có thể dùng công thức là tìm xin lấy đối chia huyền. nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái công thức này thì lâu lắm các em mất thời gian cho nên là bây giờ mình mình dùng cái câu thần chú nha câu thần chú câu thần chú là trong tam giác vuông cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối đúng không đó có nghĩa là B của chúng ta sẽ bằng cạnh huyền là 16. Nhân cho sin của góc đối, góc đối của cạnh B chính là sin của 35 độ. Đó, từ đây mình tính được cái cạnh B. Rồi C thì sao? C thì chúng ta cũng hoàn toàn tính được các em. Ở đây mình có là bạn này bằng 55 độ. 55 độ thì mình cũng dùng cái câu thần chú đó cạnh cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sinh góc đối đó có nghĩa là c của chúng ta sẽ bằng cạnh huyền nhân cho sinh của góc đối góc đối của cạnh này là 55 độ rồi bây giờ mình bấm máy tính thôi 16 nhân cho sin của 35 độ Rồi chúng ta được 9,2. Chúng ta được 9,2. Bạn này là 9,2. Còn C, 16 nhân sinh của 55. Chúng ta được 13,1. Rồi. Như vậy thì mình thấy là trong trường hợp 1, chúng ta biết hai cạnh của một tam giác vuông thì chúng ta hoàn toàn tính được cạnh còn lại và tính được các góc còn lại. Rồi trường hợp 2, chúng ta biết hai góc nhọn của một tam giác vuông, chúng ta không tính được các cạnh còn lại. Trường hợp 3, nếu mà chúng ta biết một cạnh với một góc nhọn thì chúng ta hoàn toàn tính được hai cạnh còn lại và góc nhọn còn lại. Đó. thì cái bài toán yêu cầu chúng ta tính các cạnh tính tất cả các cạnh và tất cả các góc của một tam giác vuông bài toán đó gọi là giải tam giác vuông nha bài toán đó gọi là giải tam giác vuông giải một tam giác vuông là tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác đó đó thì tam giác vuông thì chúng ta đã biết một góc rồi rồi sau đó đề cho cái gì? Ví dụ đề cho hai cạnh thì chúng ta còn một cạnh và hai góc chưa biết. Cho mình một cạnh và một góc thì mình cần tính hai cạnh còn lại và một góc còn lại. Còn nếu mà cho chúng ta hai góc thì chúng ta không có tính được các cạnh còn lại, có nghĩa là chúng ta không có giải được tam giác vuông đó. Từ hoạt động 2 ta thấy có thể giải được một tam giác vuông nếu biết hai cạnh đó là trường hợp 1. Hoặc một, một cạnh và một góc nhọn của nó rơi vào trường hợp 3 ha, một cạnh và một góc nhọn. Ví dụ 3. Giải các tam giác vuông ở hình 6 làm tròn kết quả độ dài đến hàng đơn vị và số đo góc đến độ. Đây chúng ta có ba câu A, B, C. Bây giờ câu A thì mình thấy nè, đây là một tam giác vuông, chúng ta biết cạnh huyền, biết một cạnh góc vuông. Chúng ta hoàn toàn tính được cạnh còn lại nhờ định lý Pythagore. Đúng không? Rồi sau đó chúng ta có thể tính được góc B và góc C nhờ các tỷ số lượng giác của góc B hoặc là các tỷ số lượng giác của góc C. Đây, thì bây giờ để đề chúng ta tìm hiểu à, sách giáo khoa trình bày. Bài này chúng ta cần làm ba thứ tính cạnh AC, tính góc B, góc C. Đó, ba thứ chưa biết, bây giờ mình đi tìm ba bạn này. Xét tam giác ABC vuông tại A ta có sin của C sin của C sin của C là sin của góc này sin thì bằng tìm sin lấy đối chia huyền đó sin thì bằng đối chia huyền mình có đối có huyền nè nên mình tính được sin C là bằng 6 phần 11 đó, có sin C rồi thì chúng ta suy ra được góc C bằng cách là chúng ta bấm ship sin của 6 phần 11. Mình bấm ship sin của 6 phần 11. Đây, mình được là 33 độ và 3 phút. Nha, 33 độ và 3 phút. À, nhưng mà để yêu cầu là số đo thì chúng ta làm tròn đến độ nha số đo mình làm tròn đến độ cho nên là chúng ta chỉ làm tròn 33 độ thôi phút chúng ta không cần ha này 33 độ đó mình đã tìm được góc C là 33 độ như vậy bây giờ mình tìm luôn góc B mình biết rằng là góc B và góc C là hai góc phụ nhau do đó muốn tìm góc B chúng ta lấy 90 độ trừ cho C thì chúng ta được góc B đây, B bằng 90 độ trừ cho C bằng 57 độ. Đây, chúng ta tìm được góc này là 57 độ. Rồi, bây giờ còn cạnh AC nữa là xong. Thì mình sẽ áp dụng định lý Pythagore, đúng không? Định lý Pythagore thì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đó. Có nghĩa là BC BC bình BC bình bằng 6 bình cộng cho AC bình Hay nói khác BC chính là 11 bình luôn nè, 11 bình bằng 6 bình cộng cho AC bình. Do đó, 11 bình trừ 6 bình sẽ bằng AC bình. Cho nên AC sẽ bằng căn bậc 2 của 11 bình trừ 6 bình. Đây AC sẽ bằng căn bậc 2 của 11 bình trừ 6 bình. Đó. Làm tròn đến hàng đơn vị bấm máy tính chúng ta được 9. Đó, mình xong qua. Chúng ta tính được bạn này là bằng 9. Đó, chúng ta đã tìm được các góc chưa biết, các cạnh chưa biết. Rồi bây giờ chúng ta sang hình B nha, hình B. Mình biết một góc hai góc. Đó, bây giờ chúng ta dễ dàng tìm được góc còn lại. Đúng không? Bằng cách là góc E và góc F là hai góc phụ nhau. Do đó tổng của chúng bằng 90 độ. Cho nên để tìm góc F, chúng ta lấy 90 độ trừ cho góc E. Rồi chúng ta được 58 độ. Đó, đơn giản ha. Đây. 58 độ đây ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi tính ED và EF, à, ED và EF thì chúng ta sẽ sử dụng những cái câu thần chú đó là trong tam giác vuông cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân cho sinh góc đối. À, nhưng mà cạnh huyền chưa có sử dụng câu thần chú thứ hai cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tan góc đối được không đó cho nên mình có là de de sẽ bằng cạnh góc vuông còn lại nhân cho tan của góc đối góc đối với cạnh de chính là góc 58 độ đó rồi mình bấm máy tính 9 nhân cho tan của 58 mươi độ chúng ta được 14 nè mình được 14 rồi bạn này chúng ta có thể dùng Pitago nhưng mà dùng Pitago thì nó sẽ lâu hơn mình dùng các tỷ số lượng giác của góc nhọn sẽ nhanh hơn các em thì mình có gì mình có là sin của bạn này thì bạn tìm sin thì lấy đối chia cho chia cho huyền đó. sin của 32 độ là bằng đối đối là bằng 9 chia cho huyền huyền là EF từ đây mình suy ra EF của chúng ta sẽ bằng chuyển EF lên đây thì bạn này mình sẽ chuyển xuống đúng không là bằng 9 chia cho sin của 32 độ đó. Rồi bấm máy tính. 9 chia cho sin 32 độ. Chúng ta được 17 ha. 17. Đó, mình tính bằng này bằng 17. Rồi xong, chúng ta đã giải xong. Mình đã giải tam giác xong ha, giải các tam giác vuông. Góc này 90, góc này 32, góc này 58, cạnh này 9, cạnh này 14, cạnh này 17 xong đó mình biết tất cả các cạnh và tất cả các góc của tam giác có nghĩa là chúng ta đã xong đây các em có thể xem thêm 14, 17 ha mình có nhiều cách làm rồi bây giờ chúng ta sang cái hình C này hình C này mình biết được cạnh huyền biết được góc này 58 mình dễ dàng tính được góc quy góc quy sẽ bằng 90 độ trừ cho 58 đúng không hai bạn này là phụ nhau 90 trừ cho 58 chúng ta được góc quy sẽ bằng 32 độ đó rồi bây giờ chúng ta tính hai cạnh góc vuông rp rp sẽ bằng có thần chú đâu trong tam giác vuông thì cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối. góc đối của RP chính là góc 32 độ. Có nghĩa là bằng cạnh huyền nè, cạnh huyền là 13 nè, nhân cho sin của góc đối. Đó. Rồi bấm tính thôi. 13 nhân cho sin của 32 độ. Rồi, chúng ta được 7 ha, 7. Rồi tiếp tới cạnh QP, QP Mình cũng dùng công thức là cũng dùng cái câu thần chú là cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân sin góc đối, đúng không? Bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối. Góc đối với QP chính là góc 58 độ. À. Rồi bạn này mình sửa 32 thành 58 là ok ha. năm Ừ. Làm rồi, chúng ta được 11 nha, bạn này là 7, bạn này là 11. Rồi. Chúng ta xong ví dụ 3. Đây, các em có thể xem à, sách giáo khoa trình bày ở đây. Thứ nhất là mình có Q bằng 32 độ. PQ thì bằng à PQ đây bằng 11. Còn PR bằng 7. Chúng ta sang ví dụ 4. Hai con thuyền P và Q cách nhau 300 mét. Đây, hai con thuyền P và Q cách nhau 300 mét. Và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng trên bờ biển. Đó, thẳng hàng. Từ P và Q người ta nhìn thấy tháp hải đăng dưới các góc là 14 độ và 42 độ. Đó, từ đây nhìn thấy cái tháp với góc 14 độ, 42 độ. Đặt H bằng AB. Đây, AB từ màu vàng là H. Đặt H bằng AB là chiều cao của tháp hải đăng câu a tính pq và bp theo hát tính pq à tính pq là chúng ta tính bạn này đúng không tính bạn này rồi tính bp bp à bp thì đơn giản rồi đây có 300 rồi, tính được bàn này mình cộng lại là mình có được B B phờ, đúng không? B phờ, rồi. Xử lý câu A trước ha. Thì câu A đơn giản rồi các em. Câu A này, tam giác A, B, Q vuông tại B. Do đó, mình muốn tính BQ thì mình áp dụng câu thần chú của chúng ta là trong tam giác vuông thì cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tan của góc đối hoặc nhân với cô tan của góc kề đó có nghĩa là PQ của chúng ta sẽ bằng cạnh góc vuông còn lại nhân cho cô tan của góc kề góc okay, kề là góc 42 độ đã, xong đúng không à đây người ta tính sân tan luôn à tính sân tan để mình bấm máy tính cho nó tiện các em ok thì mình biết rằng là cô tan của 42 độ là bằng nghịch đảo của tan đúng không nghịch đảo của tan 42 độ do đó nghịch đảo này nhân cho cô tan của 42 độ nghịch đảo lại chính là bằng chia cho chia cho tan của 42 độ được chưa? Cô tan của 42 độ là bằng 1 phần tan của 42 độ. Đó. Do đó BQ của chúng ta là bằng H chia cho tan của 42 độ. Đây. PQ của chúng ta là bằng H chia cho tan của 42 độ. Ok. Đó. Mình tính được PQ. Rồi. À. Ở đây là sách giáo khoa người ta không có cộng hai bạn này lại. Người ta không, không cộng lại mà người dùng công thức luôn dùng công thức nè thì xét tam giác b ph, a đúng không b ph, a tam giác này vuông tại b thì tương tự như vậy mình xét tam giác bự nè là a b ph. lúc đó b f BF của chúng ta sẽ bằng thì tam giác vuông cạnh góc vuông này sẽ bằng cạnh góc vuông còn lại nhân cho tan góc đối hoặc là cô tan góc kề góc kề đây đó cô tan của góc kề góc kề là 14 độ mà mình biết rằng là cô tan thì bằng nghịch đảo với tan đó cho nên bạn này cô tan của 14 độ chính là một chia cho chia cho tan của 14 độ đó à, được không chúng ta đã tính xong cô a đó là bq và bf ha đây BQ đây bf đây ok tiếp theo Cô b tính chiều cao của tháp hải đăng kết quả làm tròn đến hàng phần 10 tính chiều cao của tháp hải đăng có thể chúng ta đi tính hát chiều cao của tháp hải đăng là hát thì rõ ràng do PQ dưới B đây là ba điểm thẳng hàng do đó chúng ta có là BF mà trừ cho BQ thì sẽ bằng 300 đúng không BF trừ cho BQ bằng 300 Đây BF trừ BQ bằng 300 Từ đó mình suy ra BF BF đây BF chính là H chia tan 14 độ Đây BF là H chia tan 14 độ Còn P BQ BQ quy, quy là bằng H chia tan 42 độ Mình thấy ở đây H chia tan 42 độ Bằng, bằng 300 Ok đó. Từ đây Mình có Một phương trình Theo ẩn là Là hát Chúng ta hoàn toàn Giải được nha Rồi Bây giờ mình giải như sau Thì uh, sách Làm chỗ này Nó Sách làm chỗ này hơi tắt nha Nên thầy Trình bày lại cho các em hiểu Thì bây giờ nè uh, Mình Mình thấy ở đây có hát nè Ở đây có hát nè hát hát chúng ta lấy hát ra ngoài đó mình lấy hát ra ngoài thì đây mình còn một phần tan của 14 độ đó trừ cho một phần tan của 42 độ đúng không đó bằng bằng 300 do đó muốn tính hát thì chúng ta lấy 300 mình chia cho bạn này nữa là xong đó hát sẽ bằng 300 chia cho bạn này một phần tan của 14 độ trừ cho một phần tan của của 42 độ. Ok không? H của chúng ta sẽ bằng 300 chia cho cái này. Đây, H bằng 300 chia cho cái này. Ok. Rồi, mình bấm máy tính, mình được 103,4 m. Vậy chiều cao của tháp Hải Đăng là khoảng 103,4 m. Rồi, chúng ta xong ví dụ 4. Chú ý Trong đo đạt Khi người quan sát có hướng nhìn ngang Theo tia o x như hình 8 Thì Lúc này Góc XOA gọi là góc nghiêng lên Hay là góc năng Đây mình quy ước Góc XOA gọi là góc nghiêng lên Hay là góc năng Còn góc XOB Chúng ta gọi là góc nghiêng xuống Hay gọi là góc hạ đó. thì thông thường mình hay nói góc năng và góc hạ hơn là nói góc nghiêng lên hay là góc nghiêng xuống à, các em chú ý những cái thuật ngữ này bởi vì khi mà chúng ta làm bài thì người ta sẽ cho mình là góc năng là bao nhiêu góc hạ là bao nhiêu đó lúc đó mình hiểu như thế nào là góc năng như thế nào là góc hạ để mà chúng ta vẽ hình cho chính xác Ok ha Rồi chúng ta sang vận dụng 2 Trong hình chính Hình chính cho OH Bằng 4m Cho góc AOH Bằng 42 độ Góc HOB Bằng 28 độ Tính chiều cao AB của cây à, Bài này Rất là đơn giản các em thì muốn tính được chiều cao AB của cây thì chúng ta sẽ tính HB, tính HA mình cộng lại là xong, đúng không? Đó, thậm chí là chúng ta có thể làm ở trong một lời giải cũng được nha. Tuy nhiên thầy trình bày hai lời giải để cho các em dễ hiểu hơn. Đây, mình sang phần dụng 2. Tam giác OHB tam giác này vuông vuông tại h nên hb sẽ bằng đó câu thần chú của chúng ta nè trong tam giác vuông cạnh góc vuông này thì bằng cạnh góc vuông kia nhân cho tan của góc đối đúng không cạnh góc vuông này bằng cạnh góc vuông còn lại nhân cho tan góc đối cho nên là HB sẽ bằng 4 nhân cho tan của 28. Đó, từ từ mình bấm máy tính sau. Tương tự như vậy, mình có tam giác OHA cũng vuông, vuông tại H. Nên chúng ta có được HA sẽ bằng trong tam giác vuông, cạnh góc vuông này bằng cạnh góc vuông còn lại nhân cho tan góc đối. Đối của góc đối của cạnh AH chính là góc 42 độ. Có nghĩa là AH của chúng ta là bằng 4 nhân cho tan của của 42 độ. Rồi, bây giờ mình bấm máy tính thôi. 4 nhân cho tan của 28 độ. Đây. Chúng ta được 2, 13 đề cái yêu cầu làm tròn gì không Đề không yêu cầu gì thì chúng ta có thể làm tròn một hay hai chữ số tùy mình. 2,13 mét. Đó, thông thường thì mình làm tròn hai chữ số. Rồi bạn này 4 nhân tan của 42 mình sửa lại thôi. 42. Chúng ta được 3,60 mét. Rồi mình cộng hai bạn này lại thì mình có được chiều cao của cây thôi chiều cao AB của cây là vậy chiều cao AB của cây là AB sẽ bằng HB cộng HA và bằng gần bằng HB là 2,13 HA là 3,60. Đó, chúng ta được là 5,73. Đó, cây này cao khoảng 5,73 mét. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong phần lý thuyết. Rất là biết ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở video bài tập. Bye bye!